你编号几号？他编号834。你去过台湾了吗？em đã qua Đài Loan chưa？ 他没有去过。在台湾你有亲戚朋友吗？ở Đài Loan em có người thân bạn bè không？ 他没有。你会抽烟喝酒吗？ em biết hút thuốc uống rượu không？ 他不会。来台湾工作，如果雇主要求你配合加班，你愿意吗？ đến Đài Loan làm việc là công ty yêu cầu em tăng ca， em có đồng ý không？ 他愿意。你要保证今天你回答的问题和履历表上的内容都是事实。em có bảo đảm là tất cả thông tin trên form mà câu trả lời của em là chính xác không？ chính xác。他保证。好，现在请你出算术。bây giờ mời em làm phép tính。就伏地起身。bây giờ mà em đứng dậy chống đẩy 30 lần。来开始。bắt đầu。一。